7 ngày truyền một lần hóa chất, mẹ tôi bị truyền 8 lần hóa chất, tóc rụng hết chẳng gì vậy, rụng đổ như sư đấy, nói khổ lắm rồi còn uống đời không ăn được, tiêu hết người đấy. Đi lưu siêu uống đi. Làng xóm ai nói là ông ám tử hình rồi không có sống được. Làng xóm đi 10 ngày đến thăm ông biết mà lúc ấy tôi nói thẳng là tôi cũng không nghĩ ra được cái gì, và nghĩ lúc là cũng bi quan, chắc chắn là mình chỉ có sống một mình thôi, ông không còn nữa. Từ tháng 5 năm 22 tôi đi khám là bác sĩ nói tôi là ung thư phổi, u là 4x6 đấy, nhưng mà ở bệnh viện phổi phổi là chữa không khỏi, không đỡ được. Thì tôi về tôi uống thuốc của hợp tác xã Ba Vì Hà Nội đấy, hiện tại giờ không còn u, không còn hạch nữa, khỏi, không biết thấy trong người cũng khỏe như này, khỏe mà ăn được ngủ được. Tôi từ năm tháng 9 năm 21 tự nhiên khúc khoác khô như này, tôi uống nhiều thuốc tây lắm không khỏi. Đó là sau đấy đi khám thì bệnh viện Trụ Sơn đấy, bệnh viện đấy bố là chờ ông phải nằm viện, tôi phải 31 mũi xạ truyền hóa chất, 8 bình hóa chất, lúc ngày càng đuối đấy, không đầu tiên thì còn đỡ đến mũi thứ 5 thì còn đỡ, hơi tiêu, nhưng mà từ mũi thứ 6 đi là bác sĩ cho truyền cái không pha để cho đậm cái hóa chất đấy, là tôi ngày càng đuối, không đỡ được. Sau nữa là của tôi là sinh ra là đủ thứ bệnh, đầy bụng rồi bị viêm dạ dày rồi cứ về nhà là cấp cứu, phải vội vàng xuống đi cấp cứu. Trong một ngày thôi, cái ngày mùng 3 đấy là ông lên là ông gọi về, ông bảo bà ơi tình hình là tôi phải nằm viện. Thế là tôi cũng là thôi thì ông cứ ở trên đấy đi. Rồi đến trưa tôi lên thì khám lại thì ông bị u bằng quả trứng gà, rồi có hạch to nữa. Thì đến lúc đấy là tôi cũng run tay chân, tôi không có làm gì được, gọi cho các con. Thì tôi có gọi bác sĩ là bác sĩ là giờ ông không thể truyền hóa chất được nữa, thì có cái cách gì khác không? Thì bác sĩ có nói là ông về ông bồi dưỡng đi. Người ta cũng không nói là người ta trả về, nhưng người ta hỏi là ông về bồi dưỡng rồi ông xuống thì phải uống thuốc đích. Thì tôi cũng có nói lại là uống thuốc đích thì có hiệu quả gì không. Bác sĩ nói là mà uống thuốc đích thì nếu như được thì cũng tốt, mà không được thì gia đình phải chấp nhận. Mình cái lúc là cũng bi quan, chắc chắn là mình chỉ có sống một mình thôi, ông không còn nữa, chứ không phải là ông bị nhẹ đâu, nặng. Vâng, cái chú y tá làng chú gọi là đấy, chú đi ở đâu, nói không biết ông có sống được đến Tết không đấy. Tôi cứ mỗi đợt ông bệnh viện về thì tôi cũng phải lấy mấy triệu nhà ông, vì là về đến nhà là chuyển, ông cứ phải trực đấy thì không có thể sống được. Làng xóm ai nói là ông đi án tử hình rồi không có sống được, ông đi không vững nữa, ông cũng 3 ngày không ăn, nên là về thế còn nó lấy một lần thuốc thì bố uống 10 ngày thì thấy tình trạng khác rồi, xong rồi là từ đấy là ông thấy uống hết ấm đầu là ông thấy khỏe rồi, ông đi lại bình thường, ông ăn uống được. Thế là từ đấy gia đình theo từ tháng 10 năm ngoái đến nay. Tôi uống thấy thì càng lại uống càng khỏe, càng làm tôi cứ càng muốn đi làm thật cái gì đấy, nhưng mà chờ đấy trong người tôi khỏe lắm, thật cái gì đó. Ông khỏe mạnh, ông ăn được. Sáng ông cứ phải ăn 2 bát cơm. Thế rồi đến trưa ông cũng ăn 2 bát, tối ông cũng ăn 2 bát. Rồi 7 giờ tối là ông ngủ. Xong rồi ông thấy khỏe rồi tôi đi rừng lấy củi, ông cũng theo đi, cứ một bữa sáng là ông lai 2 chuyến củi. Ông đi xe điện đấy. Thì ông khỏe khắn bình thường, bây giờ ông cũng không thấy là ho, không thấy là thở, không thấy gì cả. Ông cũng là ông khỏe như người bình thường. Thì gia đình rất phấn khởi. Giờ cũng coi như là họ nhà thuốc Nam họ Lý Ba Vì Hà Nội là gia đình số 2 của gia đình nhà tôi. Thế rất phấn khởi, cảm ơn gia đình tất cả là hợp tác xã họ Lý Ba Vì, một lời cảm ơn đại hợp tác xã luôn, là ông được khỏe mạnh. Rồi tôi cũng mong nếu như ai mà có bệnh như ông thì cũng không nên bi quan,
cố gắng để hỏi thăm đến, rồi là lấy thuốc uống. Còn ở đây cũng rất nhiều người hỏi thăm đến rồi hỏi là ông, tại ông uống thuốc ở đâu mà ông sống được, tưởng ông chết rồi. Thế tôi cũng nói là ông lấy thuốc nhà hợp tác xã Hội Lý Ba Vì Hà Nội đấy. Thì người ta hỏi thăm thì tôi cũng cứ cho số điện thoại. Tôi là đúng là thực tế tôi thật đấy, tôi nói cũng không biết đâu mà tôi hiện nay tôi bị bệnh như đấy, mà tôi uống thuốc ở ngoài Ba Vì tức là thấy khỏi như đây. Thì tôi ai mà giống bệnh giống như tôi ấy, thì cứ số điện thoại với đây nó lấy thuốc uống thôi mà, chứ không phải nói giả dối gì cả hết.